thưa quý vị theo phóng viên anh vũ của đài phát thanh quốc tế pháp đưa tin nhật pháp mỹ tập trận hải lục không quân quy mô lớn Hôm 11 tháng 5, Nhật Bản phối hợp với quân đội Pháp và Mỹ bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn ở phía tây nam nước này. Cuộc diễn tập kết hợp các lực lượng hải lục không quân của các đồng minh diễn ra trong bối cảnh mối lo về những tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng trong vùng. Cuộc tập trận mang tên gọi tắt là AK-21 kéo dài một tuần trên đảo Kyushu, một đảo lớn trong quần đảo Nhật Bản ở phía tây nam thuộc vùng biển Hoa Đông. Ngoài quân đội Pháp, lần đầu tham gia, cũng đưa một chiến hạm tới tham dự trong phần diễn tập trên biển. Theo các nguồn tin quân sự mà hãng thông tấn xã Pháp có được, từ hôm 11 đến ngày 13 tháng 5 diễn ra phần chuẩn bị hậu cần tại căn cứ Anura. Các bài tập tác chiến trên biển bắt đầu từ thứ Sáu ngày 14 tháng 5 ở phía tây đảo Kyushu. Phần phối hợp tác chiến không quân và lục quân dự trù từ thứ Bảy đến Chủ nhật trong khu huấn luyện Kirishima về lực lượng tham gia tập trận có một tàu ngầm và sáu chiến hạm nhật một tàu chiến mỹ và hai tàu của pháp và một tàu của úc theo một chỉ huy cao cấp hải quân pháp cho hay không quân Nhật tham gia với các máy bay tuần tra biển, trực thăng đổ bộ và chiến đấu cơ F2 bên cạnh các chiến đấu cơ F16 của Không lực Hoa Kỳ. Lực lượng bộ binh có khoảng trên 300 quân Nhật, 60 quân Pháp. Nội dung các bài diễn tập khá rộng, bao gồm từ tác chiến trên biển, chống tàu ngầm, đổ bộ trên đất liền đến chiến đấu trên địa hình đô thị. Giới quan sát ghi nhận cuộc diễn tập quy mô lớn lần này được tổ chức trong bối cảnh Tokyo đang cố gắng tăng cường quan hệ quốc phòng với các đối tác ngoài đồng minh truyền thống Hoa Kỳ để ngăn chặn đà bành trướng và các hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt là trong vùng biển Hoa Đông có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản. Trong một thông cáo ra hôm 11 tháng 5, Hải quân Nhật nhấn mạnh mục đích của cuộc tập trận lần này là nhằm nâng cao khả năng bảo vệ các đảo của Nhật Bản nhật bản đã tham gia vào bộ tứ gat với hoa kỳ ấn độ và úc để đối phó với trung quốc trong khu vực ấn độ thái bình dương pháp là nước có nhiều lợi ích chiến lược trong vùng thời gian gần đây đã xích gần lại với các đối tác kể trên và nước anh cũng ngỏ ý muốn mở rộng sự hiện diện trong khu vực ấn độ thái bình dương bên cạnh các đồng minh và thưa quý vị, theo trang tin Duẩn Đặng Newsletter thì tàu sân bay Trung Quốc Sơn Đông đã quay trở về cảng Tam Á trong ngày 9 tháng 5 sau gần 2 tuần huấn luyện ở khu vực phía đông đảo Hải Nam. Tàu này rời Tam Á ngày 28 tháng 4 sau khi tàu sân bay Liêu Ninh đã trở ra biển Philippines vòng trở về Thanh Đảo. Cuối tuần qua, một số tàu hải cảnh Trung Quốc hướng đến khu vực Hoàng Sa. Trong đó, đáng chú ý nhất là tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc, 5901 với độ choáng nước hơn 10.000 tấn. Tuy nhiên, nó đã tắt tín hiệu khi đến khu vực Hoàng Sa vào tối ngày 8 tháng 5. Ngoại trừ các chiến dịch hộ tống ở Biển Đông, tàu 5901 thường lượng lờ ở khu vực ven Hải Nam và Quảng Đông. Việc nó tiến xuống phía Nam lần này có thể liên quan đến hoạt động thực thi cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Vài tuần qua, có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc bắt đầu xuống thang đối đầu, ít nhất là trên thực địa, sau những màn lên gân trong một hai tháng đầu của chính quyền Joe Biden. Điều này được học giả thời ân hoàng của Trung Quốc chỉ ra sau khi trả lời phỏng vấn tờ The South China Morning Post ngày 8 tháng 5. Tuy nhiên, thời ân hoàng, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân cho biết có những dấu hiệu cho thấy hai nước đang cố gắng hãm lại tình hình. Có dấu hiệu Bắc Kinh và Washington đang cố gắng giảm bớt căng thẳng quân sự, mặc dù điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell cảnh báo rằng cơ chế kiểm soát khủng hoảng không hiệu quả. Thời ân hoàng, người cũng là cố vấn cho Bắc Kinh về chính sách đối với Mỹ, nói rằng kể từ khi biên chế ba tàu chiến Trung Quốc vào ngày 23 tháng 4, cả hai bên đã giảm quy mô hoạt động quân sự ở biển Hoa Đông và biển Đông. Cuộc đấu khẩu giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn tiếp diễn, nhưng quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đã không điều tàu chiến nào đi qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hoặc triển khai máy bay để tiến hành các cuộc bao vây đảo. Ông này nói và cho biết thêm rằng Mỹ cũng đã đình chỉ các hoạt động khiêu khích ở khu vực trong hai tuần qua. Các hoạt động quân sự của cả hai bên có thể được xem là phản ánh các chuyển động chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ, ngụ ý rằng cả hai bên đang cố gắng giảm bớt căng thẳng chính trị giữa họ. Tuy nhiên, ông Thời không nói cụ thể lắm, nhưng một số quan sát của chúng tôi thời gian qua cũng cho thấy như thế. Một dấu hiệu có thể coi là thể hiện sự kiềm chế của Trung Quốc là nước này đã không triển khai hai tàu sân bay Sơn Đông vào Liêu Ninh cùng một lúc ở Biển Đông, mặc dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ biên chế ba tàu chiến vào ngày 23 tháng 4. Tàu Sơn Đông trú ở Hải Nam vài tháng qua và tàu Liêu Ninh đã hoạt động ở Biển Đông từ ngày 10 đến ngày 26 tháng 4. Thế nhưng Trung Quốc đã bỏ qua cơ hội để hai tàu này cùng ra khơi ở Biển Đông. Tuy chưa thể tham gia huấn luyện chung, chỉ ít Trung Quốc có thể tận dụng dịp này chỉ để hai tàu cùng tham gia vào một cuộc diễn tập dàn đội hình với mục đích để chụp hình, để tuyên truyền và biểu dương lực lượng. Tuy vậy, tàu Sơn Đông lại chỉ ra khơi ngày 28 tháng 4 sau khi tàu Liêu Ninh đã rời Biển Đông ngày 26 tháng 4. Sự nhịp nhàng này cho thấy có thể có sự cố ý của Trung Quốc trong việc sắp xếp thời điểm ra khơi của tàu Sơn Đông. Điều này có thể là một tín hiệu thiện chí gửi đến Mỹ rằng Bắc Kinh không muốn phô trương quá mức. Thưa quý vị, đúng là khi Mỹ và đồng minh lên gân thì Trung Quốc đã có những động thái co cụm trở lại.